người, hiện tại mình đã có mặt tại ga Sài Gòn. Nay mình sẽ làm vlog trải nghiệm đi tàu hỏa từ Sài Gòn đến Biên Hòa hóng mát đợi gió. Mời các bạn đón xem nha. Nay mình sẽ đi tàu SE6. Chuyến đi này có giá rất rẻ, chỉ khoảng vài chục ngàn. Các bạn có thể mua vé trên trang web của ngành đường sắt. Đây là tàu SE6 các bạn. Đấy, chuyến tàu chuyến đi hôm nay của chuyến đi toa số 8 nha các bạn. Chạy lúc 15:25. Một chuyến toa số 8 nằm ở đâu rồi? Toa này là toa phát điện rồi các bạn. Có máy phát điện này. Đó, máy phát điện rồi. Toa này chắc có một nửa có nhân viên, một nửa toa phát điện. Một toa cuối đấy chắc là chở hàng các bạn. Còn đây là giường của mình nha. Trước khi tàu chạy thì mình đi qua các toa để quay cho mọi người xem nha. Là nhà vệ sinh trên tàu. Còn đây là tòa ăn nha các bạn. Đã bắt đầu mà tôi còn sắp vào một cây á, đào phạm bắt đầu.
Giờ mình đã tới ga Biên Hòa. Bạn nào ở gần ga Biên Hòa thì ủng hộ quán nha. Tôi CM7 về Sài Gòn đã tới. Tàu dừng khá nhanh nên mình phải chạy. Lúc về khoang này có mỗi mình, nằm nghỉ ngơi, hẹn các bạn ở video sau.